Tìm điều kiện có nghĩa của các biểu thức sau. Thì ta có là A trên cho căn B có nghĩa khi B lớn hơn bằng 0 mà căn B lại nằm ở dưới mẫu, thì biểu thức A trên căn B có nghĩa khi B lớn hơn 0 luôn. Vậy thì ta có là câu A là ta có là x cộng 1 trên cho căn 2 trừ x là nó có dạng A trên căn B đó. Thì cái biểu thức căn nó nằm ở phía dưới mẫu thì nó có nghĩa khi là biểu thức trong căn nó phải lớn hơn 0. Tương đương với ta chuyển vế x qua là 2 nó sẽ lớn hơn x. Chúng ta cũng có thể 2 lớn hơn x thì chúng ta cũng có thể ghi là x bé hơn 2. Tương tự câu B. Biểu thức x trên cho căn x trừ 2 cộng cho căn bậc 2 của x bình cộng 1 trên cho x trừ 3 nó có nghĩa khi từng biểu thức có nghĩa. Biểu thức đầu có nghĩa khi tương tự ở phía trên là x trừ 2 lớn hơn 0. Và chúng ta thấy là biểu thức sau có nghĩa khi x bình cộng 1 nó nằm trong căn thì nó có nghĩa khi x bình cộng 1 phải lớn hơn bằng 0. Và nó dạng phân thức thì muốn nó có nghĩa thì biểu thức dưới mẫu nó phải khác không? Ta có là x trừ 3 phải khác không? Rồi ta kết hợp ba điều này lại thì tương đương với x trừ 2 lớn hơn 0 thì x lớn hơn 2. X bình thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Vậy suy ra x bình cộng 1 sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 1 với mọi x thuộc R. Vậy thì ta có là x bình cộng 1 lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R luôn. Khác 3. Kết hợp các điều này lại ta được là x lớn hơn 2 và x khác 3. Vậy khi x lớn hơn 2 và x khác 3 thì biểu thức x trên cho căn bậc 2 của x trừ 2 cộng cho căn bậc 2 của x bình cộng 1 trên cho x trừ 3 có nghĩa.